đạo diễn Quentin Tarantino giải thích việc xây dựng hình ảnh Lý Tiểu Long, Hiếu Thắng. Sau khi phim ra mắt công chúng, đạo diễn Tarantino, 56 tuổi, vấp phải một số chỉ trích vì xây dựng hình ảnh Lý Tiểu Long đi theo hướng ngổ ngáo, hiếu thắng. Trước những phản ứng này, Tarantino đã có những giải thích trong một cuộc họp báo quảng bá phim gần đây tại Moscow, Nga. Trong phim, vai diễn Lý Tiểu Long do nam diễn viên người Mỹ Mai Moher, 35 tuổi, đảm nhận. Trong đó, nhân vật Lý Tiểu Long được khắc họa đi lại khá nghênh ngang trên phim trường và có những lời nhận xét đầy thách thức về võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali. Sau cùng, Lý Tiểu Long đã có những va chạm với diễn viên đóng thế Brad Pitt, vai diễn do Brad Pitt đảm nhận. Trong giới điện ảnh, nam diễn viên huyền thoại Lý Tiểu Long 1940-1973 vốn nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của cả giới làm phim phương Đông và phương Tây. Việc khắc họa nhân vật huyền thoại này theo hướng hung hăng, ngổ ngáo đã khiến một số nhà phê bình phim và công chúng đặt câu hỏi về ý tưởng nghệ thuật của Tarantino. Đáp lại điều này, vị đạo diễn khẳng định, Lý Tiểu Long là một người đàn ông khá ngổ ngáo, hiếu thắng, tôi không bịa ra điều đó. Đó chính là cách ông Lý trò chuyện, tôi đã từng được nghe ông ấy nói chuyện theo kiểu như vậy. Có những người sẽ nói rằng Lý Tiểu Long không bao giờ nói ông có thể đánh bại Muhammad Ali, nhưng ông có nói vậy đấy. Không những vậy, chính người vợ của ông bà Linda Lee đã từng chia sẻ như vậy trong cuốn hồi ký đầu tiên của bà, tôi từng đọc cuốn sách ấy. Con gái của Lý Tiểu Long Shannon Lee, Lý Hương Ngưng, hiện 50 tuổi, cùng võ sư Jan Ino Arner, học trò của Lý Tiểu Long đã thể hiện sự không bằng lòng với một số cảnh quay trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Họ đã chia sẻ những điều này với tạp chí Variety hồi tháng 7. Võ sư Ino Arner nói, thầy Lý Tiểu Long, theo ý kiến của tôi, không bao giờ là một người hiếu thắng. Có thể thầy hiếu thắng ở một chừng mực nào đó mà những người theo đuổi võ thuật đều có, và bởi thầy rất chắc chắn về năng lực của bản thân mình nữa. Thầy có rất nhiều điểm vượt trội những người khác trong giới võ thuật, nhưng trên phim trường, thầy không bao giờ thể hiện khoe khoang, hiếu thắng. Thầy Lý Tiểu Long sẽ không bao giờ nói điều gì có ý thách thức Muhammad Ali bởi thầy ngưỡng mộ nhân vật này. Về phần cô Shannon Lee, con gái của Lý Tiểu Long, cô chia sẻ với Variety, cha tôi tiếp tục bị hiểu sai và bị khắc họa không chính xác bởi những nhà làm phim. Võ sư Jan Ino Arner đặc biệt không ủng hộ cảnh phim nhân vật Brad Pitt và Lý Tiểu Long đối đầu. Brad Pitt đã khống chế được những cú ra đòn của Lý Tiểu Long và đẩy Lý Tiểu Long ngã. Đạo diễn Tarantino giải thích về cảnh phim này, liệu Brad Pitt có thể đánh thắng Lý Tiểu Long không? Brad Pitt thì chắc chắn không thể rồi, nhưng Brad Pitt thì có thể. Nếu Lý Tiểu Long đấu với Dracula, ai sẽ là người chiến thắng? Hai câu hỏi này là một, bởi đó đều là những nhân vật giả tưởng. Brad Pitt có thể đánh thắng Lý Tiểu Long, bởi anh ta là nhân vật không có thật. Trong phim, nhân vật Brad Pitt vốn là một quân nhân, anh ta có nhiều kinh nghiệm thực chiến liên quan tới vận mệnh sống chết của chính bản thân mình. Lý Tiểu Long cũng ngưỡng mộ khả năng thực chiến và quyền anh. Brad Pitt thực sự là một chiến binh với khả năng thực chiến. Nếu họ đấu nhau tại một giải võ thuật, Lý Tiểu Long sẽ hạ đo ván Brad Pitt trong nháy mắt. Nhưng nếu họ đấu nhau không theo chuẩn mực nào, chỉ cốt hạ được đối phương, Brad Pitt hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Bích Ngọc, theo Yến Idea Los Angeles Times. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.